Ôi, hai nhân vật thời ấu thơ của mình muốn có hai em này quá đấy mất thôi. Làm nào bây giờ? À đúng rồi, mình sẽ lấy hai em này ra. Được một em rồi. Đứng đây. Em này nữa này. Ồ, được một em nữa rồi. Yeah. Yeah, vậy là mình đã có hai em Woody và Buzz Lightyear rồi. Yeah. Xin chào các bạn, mình là Neo Cuong Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về mô hình. Trước mắt các bạn không chỉ là một hộp mà là có đến hai hộp mô hình ở đây. Đó chính là mô hình Woody và Buzz Lightyear, hai nhân vật chính, hai bộ đôi ăn ý ở trong bộ phim Toy Story mà cụ thể cả hai cái bộ này được ra mắt khi bộ phim Toy Story phần 4 được công chiếu. Nhắc đến Toy Story thì các bạn ở thế hệ 8X như mình hay là đầu 9X không thể nào mà quên được, bởi vì đây là bộ phim như kiểu gắn liền với tuổi thơ. Phần đầu tiên đã ra mắt năm 1995 và tạo thành một cơn sốt, tại vì đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên 3D trên thế giới. Mình nhớ hồi đấy mình chỉ là một cậu nhóc rất là đam mê hoạt hình mà lại thấy có một bộ phim hoạt hình 3D thì cực kỳ là hào hứng, cực kỳ là phấn khích luôn. Hồi đấy đã rất hâm mộ rồi, nhưng mà trong vòng 20 năm thì mặc dù là rất là hâm mộ hai cái nhân vật này nhưng mình chưa từng mua một mẫu đồ chơi nào về hai nhân vật này cả. Mình không biết tại sao nhưng mà mình cứ nhìn các mẫu của Disney hay là của các hãng khác thấy cảm thấy không được giống như là nhân vật trong bộ phim mà mình yêu thích. Nhưng khi thấy Bandai phát hành hai cái bộ mô hình này thì mình không thể nào cưỡng lại được nữa và mình đã phải quyết tâm mua cho bằng được hai bộ này. Và hiện giờ thì mình đã mua được cả hai bộ rồi đây, và mình sẽ mở hộp lắp ráp và review cả hai nhân vật này cho các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên thì chúng ta có hai chiếc hộp, một hộp là giáp và Woody và một hộp là Buzz Lightyear. Thì nó cũng sẽ theo cái dạng bộ kit. Kích thước của hộp cho Woody này thì nhỏ như là một bộ HG của Gundam thôi, còn bộ Buzz Lightyear này to hơn. Đây các bạn có thể xem kích thước như này thì nó tương đương với một bộ RG cỡ lớn luôn đấy. Về mức giá thì mình thấy là có thể là tại vì nó là P-Bandai nên hiện giờ mình thấy mức giá cũng khá là cao. Với bộ Woody thì nó rơi vào tầm khoảng 700.000 Việt Nam và bộ Buzz Lightyear thì có thể cao hơn 700.000. Các bạn mà mua bộ này quanh tầm trên dưới 700k một bộ là cũng khá là ok rồi. Chúng ta hãy xem hộp của Woody trước nhé. Hộp Woody thì có hình minh họa của anh chàng Woody ở trên này và các chi tiết mình nhìn cực kỳ giống như là phiên bản phim hoạt hình. Ở các cạnh bên thì có các dáng action và một số cái function cho Woody này như là các số lượng bàn tay rồi các chi tiết ở trên quần áo. Phía bên này thì có hướng nhìn phía mặt trước và mặt sau, một số cái thông tin cơ bản các thứ thôi. Kích thước hộp chỉ cỡ như một bộ hộp HG thôi. Mở bên trong ra chúng ta sẽ có các vỉ runner này để lắp ráp. Có 1, 2, 3, 4, 5 và một cái base có 6 runner và một quyển hướng dẫn. Một bộ mà chỉ cỡ tầm như HG mà 700k là quá đắt luôn. Bên trong được in màu rất là đẹp. Giống như HG thì mặt này thì sẽ là đen trắng này. Một số dáng action. Ok, đấy là bộ Woody. Còn đây là bộ Buzz Lightyear, nhân vật được rất là nhiều bạn yêu thích. Tại vì là đây là một nhân vật hiệp sĩ không gian, rất là ngầu và mang tính chất rất là hiện đại. Thì đây là hộp của nó. Rất tiếc là khi mình đem về thì hộp hơi nát một chút, khá tiếc. Kích thước hộp khá to, xung quanh hộp thì có các hình minh họa và các function của em nó. Bandai đã thiết kế cho em này có thể bung được hai cái cánh ra như là ở trong hoạt hình và có các function giống hệt như ở trong hoạt hình luôn. Đây là phía nhìn mặt trước và mặt sau và hình hai nhân vật chính của chúng ta. Để mình mở hộp ra nhé. Bên trong hộp đập vào mắt là có 3 gương mặt của Buzz Lightyear ở đây này. Chúng ta sẽ có kể cả cái pack clear này để cho cái mũ phi hành gia này. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 runner và một cái base nhiều hơn. Cái gì đây? Có hai cái miếng lò xo kim loại, có lẽ đây là chi tiết ở trên cánh. Lúc rác thì mình sẽ xem nào. Và tất nhiên là bộ hướng dẫn lắp ráp Buzz Lightyear in màu. Ở trong là đen trắng, ở trong các tư thế action. Ok, rồi không thể chờ đợi thêm được nữa, mình sẽ lắp ráp hai bộ này và sau đó sẽ review cho các bạn và xem sau nhé. Wait and watch. Các bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong việc lắp ráp hoàn thiện hai em Woody và Buzz Lightyear rồi. Yeah! Hãy nhìn xem này, đây là hai nhân vật nổi tiếng Woody và Buzz Lightyear ở trong bộ phim Toy Story. Phải nói rằng hãng Bandai đã làm cực kỳ tốt khi thiết kế và đưa được hình tượng hai nhân vật huyền thoại này ra ngoài đời thực, và mình quả thật là bất ngờ với kết quả nhận được, tại vì là chúng được làm giống gần như là y xì đúc như là phiên bản hoạt hình mà mình từng xem, giống như là từ bộ phim hoạt hình 3D bước ra vậy. Hãng Bandai đã kết hợp giữa phong cách lắp ráp Modern Kids của mình và trò chơi của Disney để tạo nên hai bộ mô hình rất là tuyệt vời như thế này. Mình cực kỳ thích và hài lòng. Và bây giờ mình sẽ review kỹ hai nhân vật này. Hai nhân vật của chúng ta sẽ được đứng ở trên hai cái base như thế này. Chất lượng base thì rất là ok, nhưng mà mình tiếc là họ lại không cho hai cái base này có cái phần giá đỡ để làm những tư thế bay hoặc là giữ như thế này, mà họ chỉ cho hai cái chốt nhỏ nhỏ ở phía dưới chân như thế này để lắp vào cái phần base. Đây như là cái em này, mình sẽ để em ý đứng ở đây. Với như em này cũng thế, cũng có một cái phần chốt nhỏ ở chân để đứng thôi, chứ không thể nào bay lượn được. Mình thì không thích hai cái base này lắm. Về tỷ lệ của hai nhân vật này với nhau thì rất là chính xác như ở trong hoạt hình. Em Woody này thì cao tầm khoảng 16cm, còn em Buzz Lightyear này thì cao khoảng 14cm. Mình sẽ so sánh với cả cụ tổ RX78 của chúng ta ở đây và em HG chân dài Diver Edge, thì thấy là so về tương quan kích thước, em Woody này thấp hơn khá nhiều so với cụ tổ, kể cả cụ tổ cũng không phải là dạng cao to gì ở trong thế giới Gundam cả. Còn em Buzz Lightyear này thì thấp hơn nhưng mà lại có ngoại hình khá là béo bự, cao hơn so với HG, với mức giá là khoảng 700.000 cho một em Woody như thế này và hơn 700.000 cho em Buzz Lightyear, thì mình đánh giá là bộ này cũng tương đối là giá là khá là chát đấy. Khi em Woody này không hơn cái bộ HG là bao nhiêu, nhưng mà thực sự là đắt sắt ra miếng, và chúng ta hãy xét về chi tiết xem là hai em này như thế nào nhé. Chúng ta hãy bắt đầu với Woody nhé. Đây là nhân vật Woody và tất cả các phụ kiện mà đi kèm với em ý. Em Woody này được làm với các độ hoàn thiện chi tiết rất là tốt và có sự kết hợp của rất là nhiều màu sắc, là màu vàng, màu trắng, màu đen, màu nâu, màu da mặt, màu xanh của quần jean, màu nâu của đôi bốt và thắt lưng da, có một chút màu đỏ của chiếc khăn ở đây. Các chi tiết được hoàn thiện với mức độ cực kỳ cao, kể cả cái phần cánh tay này cũng có các đường kẻ giống như là trên chất liệu áo. Trong phim hoạt hình 3D thì nhân vật Woody này được làm bằng chất liệu vải, nhưng với Bandai thì họ đã sử dụng chất liệu nhựa để thể hiện em Woody này, nhưng mà họ đã làm rất tốt, kể cả các chi tiết như là khớp tay gập giống như là kiểu vải ở đây họ cũng làm rất là tốt. Về biên độ cử động thì chúng ta sẽ có phần đầu, có khớp bi ở trên phần đầu, có thể xoay 360 độ, có thể nghiêng được xuống được một chút như thế này và ngẩng lên được một chút xíu. Phần biên độ cử động đầu thì không được tốt lắm. Về tay thì có các khớp cầu đây mà không có phần bả vai gì cả nên di chuyển rất là dễ dàng. Có khớp cầu ở đây di chuyển phần tay, cánh tay có thể xoay tròn được, phần khớp cánh tay có thể gập được như thế này, và phần bàn tay là khớp bi. Về phần thân thì em nó có thể xoay tròn tốt 360 độ. Ở đây là có cái bao đựng súng. Về phần hông thì đứng nguyên, và phần chân thì cử động không được nhiều lắm. Về cú đá về phía trước rất là hạn chế, ở cú đá về phía sau cũng hạn chế không kém. Cú xoạc chân sang hai bên thò chân sang hai bên thì cũng không tệ lắm đâu, thằng chân có thể xoay được. Đây là cú gập chân, gập chân cũng được hơn 90 độ. Ở phần bán chân thì di chuyển cũng cực kỳ ít luôn, không được nhiều. Về phụ kiện đi kèm, chúng ta đầu tiên sẽ có một chiếc mũ cao bồi như thế này, được làm bằng nhựa màu nâu, chi tiết rất là đẹp, có các đường rìa xung quanh giống như là đường chỉ khâu. Và khi đội lên thì mang tính chất rất là đúng chuẩn anh cao bồi. Chỉ tiếc một điều là cái mũ này họ lại làm theo kiểu đặt hờ lên trên cái đầu chứ không có một cái khớp để giữ nguyên, vì thế nên là nó điểm lợi là chúng ta có thể di chuyển để cho tạo được cái các góc độ khác nhau, nhưng mà bất lợi là nó cực kỳ dễ rơi dễ rớt. Vừa nói xong đấy. Chúng ta sẽ cần phải rất cẩn thận khi bâu dám vào cái mũ này. Thứ hai là chúng ta có phần đầu, thì phần đầu ngoài cái gương mặt cười này thì chúng ta sẽ được thêm hai cái gương mặt nữa để thay đổi. Đây chúng ta sẽ có ba gương mặt để thay đổi, một là gương mặt cười mỉm này, thứ hai là gương mặt cười há miệng ha ha, và gương mặt thứ ba là đang sợ hãi hay là đang kinh khủng ngạc nhiên gì đấy. Ba gương mặt để thay đổi. Thì với mỗi gương mặt thì chúng ta có thể thay đổi cái phần mắt. Như con này thì cái phần mắt thay đổi không nhiều lắm, nhưng mà với cái gương mặt này thì phần mắt chúng ta có thể di chuyển ở phía đằng sau hoặc phía đằng trước. Bandai nói rằng cách di chuyển mắt này để tạo được nhiều biểu hiện cảm xúc hơn, nhưng mà mình thấy cái biểu hiện cảm xúc đấy nó rất mong manh với cả so với cái ngớ ngẩn. Tại vì là chỉ cần dịch đi một chút thôi là nhìn trông nó cực kỳ ngớ ngẩn và nhiều khi là hentai, gọi là biến thái ấy, luôn đấy. Nhân vật Woody đã có dịp suýt chuyển sang Nhật và suýt đã trở thành. Để thay được các gương mặt cho Woody, đầu tiên chúng ta sẽ rút cái đầu ra khỏi thân. Sau đó thì với cái đầu này chúng ta sẽ phải tháo cái phần tóc phía đằng sau ra. Những cái lần thay này mình cũng thấy khá là bất tiện và vừa mất thời gian và cũng dễ gây chảy xước và hỏng. Mình cũng không thích cái kiểu thay này cho lắm. Thì mình sẽ lấy một cái gương mặt khác như thế này, lắp cái phần tóc phía trước lên và lắp vào cái phần đầu phía đằng sau như thế này. Đó là chúng ta đã thay được. Và cái phần mắt thì chúng ta phải điều chỉnh để cho nó có một cái tâm trạng cảm xúc gì đấy. Đó, như thế này. Và sau đó lắp lại lên trên. Ôi giời, mắt này rất dễ rụng ra. Đó, ok. Và nó đã có một tâm trạng biểu hiện khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một bộ rất là nhiều các loại tay nắm ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có hai bàn tay mở xòe, hai bàn tay nắm chặt, hai bàn tay giơ ngón cái lên kiểu giống như lai, và hai bàn tay có ngón trỏ chỉ về phía trước. Thì cách thay rất đơn giản là chúng ta giống như ở của Gundam thì chúng ta sẽ rút cái phần bàn tay ra, chọn cái bàn tay phù hợp và ấn vào. Đó là thay xong rồi. Có thể tạo một cái dáng gì cho em đấy, tạo một cái dáng cho em này. Thì cái phần bàn tay là phần ưu điểm rất lớn của em ý, tại vì có thể tạo được rất là nhiều tư thế dáng action khác nhau. Về miếng dán sticker cho Woody thì chúng ta được hai cái mảnh nhỏ như thế này, cũng khá là ít, được 6 cái hình tròn để dán vào mắt cho Woody, và hai cái phần dán ở chân là để cho cái phần tên của hai nhân vật chủ nhân của em Woody này là Andy hoặc là Bonnie được dán ở dưới chân như thế này. Nếu như Woody có một sự đơn giản gần gũi thì Buzz Lightyear lại thể hiện một phong cách đầy tính công nghệ và hiện đại. Toát lên từ ngoại hình thiết kế đến các tính năng, Bandai đã trang bị cho em này rất là nhiều những cái thứ hay ho. Thì đầu tiên là về ngoại hình và chất liệu nhựa thì em này đã được Bandai làm thiết kế rất là giống với cả nhân vật trong phim 3D. Nhựa của em này nó có một cái sự bóng bẩy rất là tuyệt vời, nhất là cái phần màu trắng, các phần giáp trắng của em ý thì giống như kiểu màu trắng ngà, hay là nó ánh lên một, không chỉ là màu trắng bình thường mà nó trắng bóng mà giống như là kiểu ánh ngọc trai lên ấy. Quả thực là rất là đẹp luôn. Nhìn em Buzz Lightyear này rất là bóng bẩy. Nhân vật Buzz Lightyear này là sự kết hợp của các màu sắc, là gồm có màu trắng ngà, màu xanh lá cây, màu tím, màu đen. Các màu sắc được hòa quyện rất là hài hòa. Về phần đầu thì em ý được trang bị một phần kính ở đây giống như là của phi hành gia, có một lớp kính trong suốt ở đây và chúng ta có thể mở lên được như thế này. Mình rất tiếc là Bandai đã không làm khớp để cử động cái kính này mở ra mở vào mà nó lại bị tháo hẳn rời ra như thế này. Thì đây là một chi tiết mà mình không thích của em Buzz Lightyear này. Phía bên trong thì cái phần đầu có thể đưa xuống được tầm này, đưa lên được tầm này, quay sang trái, quay sang phải, xoay được 360 độ như thế này. Về phần thân thì chúng ta có 3 cái nút ở trên thân em ý và một cái nút đỏ rất đặc biệt đây. Thì cái nút này chính là cái nút để mở cái đôi cánh của Buzz Lightyear ra. Phía đằng sau là như một cái bộ backpack của các phi hành gia và Bandai đã thiết kế được để em ý có thể mở được đôi cánh này giống như là trong bộ phim hoạt hình, và mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem nhé. Đây, chuẩn bị Infinity and Beyond. Đó, đó các bạn thấy chưa? Vậy mình sẽ làm lại thêm một lần nữa nhá. Đây nhá, nhìn từ cái góc phía đằng sau này, và mình bấm nút. Đó, hai cái cánh nó được bật ra, khá là thú vị. Bandai đã thiết kế về bên trong này có hai cái lò xo để khi chúng ta lướt ấn vào giữ như thế này, khi bấm cái nút thì đôi cánh sẽ được bắn ra giống như trong bộ phim. Và lúc mà mình mới đầu chơi thì mình ấn cái backpack này rất là chặt nên là khi hai cái cánh này được bắn ra thì nó không bắn được mạnh này, nhưng mà nên để cái backpack này đừng có ấn chặt quá. Về phần cánh thì chúng ta cũng có thể rút ra để cho đôi cánh có thể dài được hết cỡ như thế này. Đó, và em ấy đã có thể sẵn sàng bay. Tiếp theo chúng ta sẽ có được hai cánh tay có khớp cầu đây, có thể dơ cao lên được như thế này, xoay được phần cẳng tay, có thể dơ lên được khá là nhiều, cũng khá là tốt. Phần cổ tay là một khớp bi. Ở trên phần cánh tay thì Bandai cũng làm cho em ý một cái phần bàn điều khiển ở trên bàn tay giống như ở trong phim hoạt hình như thế này, nó được dán sticker. Phía bên tay phải của em ý sẽ là cái nút bấm laser, nhưng mà đây chỉ nút tượng trưng không bấm được, và cái phần đầu để bắn laser ra cũng chỉ là hình tượng trưng thôi. Về phần thân thì có thể xoay được một góc 90 độ này, không thể xoay tròn được. Về phần chân thì chúng ta có thể đá lên được vuông góc như thế này, cũng không được nhiều lắm, là cú đá về phía sau cũng chỉ đơn giản như thế này thôi, cũng không được nhiều. Còn đây là cú gập chân, cũng khá là tốt đấy, không tệ đâu. Còn phần bàn chân là một khớp đi nên có thể di chuyển sang trái sang phải, nghiêng sang trái sang phải, nhưng mà tiến lên lùi xuống cũng được một chút, khớp hơi cứng ở đây. Về phần phụ kiện, em Buzz Lightyear này cũng không có quá nhiều đồ. Về phần bàn tay thì có hai bàn tay nắm chặt và hai bàn tay mở ra, khá là ít tư thế tay. Và ngoài ra thì có hai gương mặt khác để thay thế, tổng cộng là sẽ có 3 gương mặt. Một gương mặt là há miệng ngạc nhiên, một gương mặt là cười tươi và một gương mặt cười mỉm, mắt hếch nhìn lên, nhìn trông rất là tự tin, bầu các dáng tự tin. Để thay các gương mặt thì đầu tiên chúng ta sẽ rút phần đầu ra, phần đầu như thế này, và chúng ta sẽ kéo cái phần gương mặt ra. Thì mình thấy cái thiết kế này của Bandai là khá là khó mà tháo ra được, thì mình sẽ tháo và lắp cho các bạn xem. Vậy là cần có chút phụ kiện thì mình mới tháo được cái gương mặt này ra và lắp một cái gương mặt khác vào. Thì chúng ta sẽ lắp một cái gương mặt ngạc nhiên, lắp vào đây, nó như thế này, và sau đó lắp trở lại vào cái phần thân người. Ok, đã xong. Còn phần bàn tay thì để thay thế thì cũng rất đơn giản, là chúng ta rút cái bàn tay cũ ra, lấy một bàn tay và lắp lên. Rồi như thế này. Về miếng giá sticker thì em Buzz Lightyear lại được đi kèm một tấm sticker rất là lớn ở đây. Chúng ta sẽ có 6 cái trong mắt cho em ý, 3 cái màu để dán lên, 3 cái nút bấm, các biểu tượng và tên dán ở xung quanh thân người như thế này, các sticker để dán lên phần backpack và 2 cái phần cánh của chúng ta ở đây. Bên cạnh đó thì sẽ có 2 cái phần sticker để dán vào dưới lòng bàn chân của em ý, là để viết tên chủ nhân của em Buzz Lightyear này là Andy hoặc là Bonnie. Thì thời mình thì là nhân vật Andy là gắn liền rồi nên mình dán chữ Andy lên đây, rất là giống như ở trong bộ phim hoạt hình vậy. Với hai nhân vật gắn liền với tuổi thơ như thế này, Bandai đã làm rất tốt khi đưa hai hình tượng này ra phía bên ngoài đời thực như thế này, là mình không thể nào mà bỏ qua được và phải sắm ngay cho mình một bộ. Em út đi này thì các chi tiết thì ít hơn, nhưng mà được cái lại có bộ bàn tay thay thế rất phong phú và gương mặt biểu cảm nhiều, nên sẽ tạo được nhiều cái dáng biểu cảm rất thú vị. Còn em Buzz Lightyear này thì lại được trang bị rất là nhiều tiện ích hay ho cũng như là ngoại hình đẹp xuất sắc của mình, nhưng mà lại rất hạn chế về phần bàn tay và phần gương mặt. Bộ em lại có một điểm rất thú vị, nhìn thì trông như có vẻ không liên quan gì nhưng mà lại trở thành một bộ đôi cực kỳ là bá đạo xuất sắc. Sau đây là kết thúc bài review của mình về hai nhân vật Woody và Buzz Lightyear, bộ model kit của Bandai. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Ciao.